chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món thịt lợn ba chỉ nướng giòn bì các bạn ạ. Nguyên liệu chính của chúng ta là thịt lợn ba chỉ đã được làm sạch, cạo sạch. Các gia vị kèm theo là nước mắm này, muối gia vị này, mì chính này, và đường này, và dầu điều này, lá chanh này, hành tỏi này, ớt và hành tây này các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ sơ chế miếng thịt này nhá. Đây. Miếng thịt này ta phải khía ra. Khía nhẹ nhẹ đây. Để cho nó ăn mắm muối gia vị. Bây giờ mình chỉ khía nhẹ, chủ yếu là bây giờ sang bên này là mình khía bì. Cái này, cái phân bì này là quan trọng nhá, để cho nó giòn bì, lổ bì đấy. Đấy, ta thái thịt sống thì con dao mà không sắc là rất khó làm đấy. Ta khía để cho nó ăn mắm muối, ăn tất cả các gia vị. Đây, tôi đã khía xong. Ta sẽ để miếng thịt vào trong khu vực này. Ta thái gia vị. Cho tỏi. Ta cho một ít ớt nữa nha các bạn nha. Rồi thái lá chanh tiếp nha, cho lá chanh vào. Đấy. Bây giờ ta đi dọn bếp. Ta đi dọn bếp xong thì cho tí dầu vào ta phi để cho nó thơm. Xong ta cho nước để cho ngập miếng thịt. Xong ta cho mắm muối gia vị, dầu hào, đường. Đường ta chỉ cho ít đi các bạn ạ. Cho nhiều quá về sau ta đem nướng lên thì nó sẽ nhanh cháy. Nhưng một mặt là ta nướng ở dưới, một mặt là ta để khay này lên trên chốc bì. Đấy, và ta cũng giải củi lên trên này và ta nướng cả trên này nữa. Như vậy là ta nướng cả hai mặt các bạn ạ. Đây là món ăn này là món ăn của dân tộc. Người ta thường xuyên hay làm, nhất là trên Lạng Sơn. Rồi, ta để chảo lên nhá. Đấy, ta cho một chút dầu. Rồi, ta chỉ cho một chút dầu để ta phi thôi nhá. Đấy. Dầu đã sôi rồi các bạn. Đấy, ta cho vào để phi nhá, để cho thơm. Đấy. Ta phi tất cả các cái gia vị này lên, dầu cho nó thơm. Đấy. Đấy, thơm rồi thì bắt đầu ta phải cho nước nhá. Ta cho một chút nước mắm này. Ta cho một chút muối này. Ta cho một chút mì chính này. Các bạn nhớ là cho một chút đường đấy nha, không nên cho nhiều. Đấy. Ta cho dầu điều các bạn ạ. Đấy, để ta lấy màu cho nó đẹp. Đây, ta đảo đều lên nha. Đấy. Đây, ta sẽ cho miếng thịt vào nha các bạn nha. Đây, thấy chưa? Các bạn nhìn nha.
Đấy. Để cho miếng thịt này sẽ ngấm được tất cả các cái gia vị vào đây. Đấy. Bây giờ ta đun là phải gần cạn nước đấy các bạn nhé. Và ta lật cho nó đều đều. Đấy. Khi ta cho vào, ta chảo, bắc chảo lên là ta phải cho một chút dầu. Sau ta phi tất cả các cái gia vị cho nó thơm, như hành, tỏi, đấy, lá chanh, nó phải thơm lên. Sau đó ta mới, khi ta đun gần cạn thì ta cho ra. Đấy, ta cho ra thì ta phải để cho nó nguội. Thì ta mới bắt đầu, ta mới đâm bì. Ta phải dùng que nhọn, ta đâm bì. Ta xiên bì thì lúc đấy ta lướng thì bì nó mới giòn được các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy không? Gia vị nó ngấm mà màu lên rất là đẹp. Đấy, ngửi rất là thơm. Đấy, ta đun cho nước nó sánh lên. Các bạn nhớ là phải quay, nếu không quay là cái mặt bì ở dưới nó sẽ sát chảo là nó cháy đấy các bạn. Mặt bì được rồi thì ta sẽ lại lật các bạn ạ. Đấy, ta lật để ta úp xuống. Mặt bì đã được rồi, ta cứ úp xuống ta lính mặt dưới. Đấy, nó đã sệt sệt nước gần cạn hết rồi. Ta cho ra nhá, để ta sẽ xiên bì xong rồi để ta đem nướng. À, tôi cho ra nhá các bạn nhá. À. Đây rồi, đây. Đây, tôi cho chảo ra đây. Đây, ta chọc bì đây. Đấy, ta lướng lên là nó sẽ lổ bì. Và bì rất là giòn ngon các bạn ạ. Bây giờ tôi chờ than hồng xong để tôi mang đi lướng nhá các bạn nhá. Chọc rất đều rồi, hợp lý rồi. Bây giờ ta đem lướng để cho bì nó giòn. Đấy, các bạn nhìn đây. Đó. Đặt miếng thịt vào đây để lướng. À. Đây, ta đặt cái khay này lên trên. Đấy, cho cân các bạn ạ. Đấy. Được rồi, hôm nay ta sẽ xếp củi lên. Cho nó thất cân vào. Để ta cho xếp củi vào. Thì nó sẽ không đổ các bạn. Rồi, ta cho vào đây. Xong ta đốt ngay tại trên này các bạn. Tôi sẽ cho vào đây cho nó cháy bùng bùng, tôi lại nhấc ra các bạn. Wow, ta có thể bắc ra được rồi các bạn ơi. Bây giờ thì nếu để là nó sẽ bị cháy mất. Cháy này nó không ngon được các bạn. Ui ôi, nó đã vàng lắm rồi các bạn. Ôi, có lẽ ta phải bỏ ra thôi các bạn. Nếu không bỏ ra là cháy mất. Ây rồi đấy, nó đã xém xém rồi đấy. Nó chỉ có hơi xém chút thôi, vì hơi bị quá tay rồi, quá lửa rồi. Đấy, đốt nhiều quá. Cho ra cái đĩa nhá, xong để ta thái thôi. Ui giời, ngon lắm. Đấy, các bạn thấy ngon không? Rất là ngon các bạn. Đây các bạn nhìn nhá, tôi đã làm xong rồi, bây giờ tôi sẽ cắt ra nhá. Đây. Đây. Đây, cắt rất là ngon các bạn ạ. Đấy. Tôi lại xoay đường này. Đây, tôi cắt đường này. Đấy. Đây, lại cắt. Đấy, tôi đã cắt xong. Các bạn, đây, các bạn nhìn này. Đấy. Ngon lắm các bạn. Đấy.
dân tộc là người ta cứ thái để vuông này là người ta ăn đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mình bây giờ thì cắt nó nhỏ bớt ra, không to quá. Đấy, đấy nó bị rất là giòn cho nên là... Đấy, ta đã cắt xong rồi các bạn. Đấy, ta cắt đi cho nó nhỏ bớt đi. Các bạn ơi, tôi đã thực hiện xong cái món thịt ba chỉ nướng. Đây, và nướng giòn. Nhá, nướng giòn đấy các bạn ạ. Thực tế ra đây là món ăn này là món ăn của dân tộc này. Các bạn nào lên Lạng Sơn ấy, thì thưởng thức thường xuyên các món này. Thế mà về vùng miền thì ta làm theo vùng miền thôi. Trên Lạng Sơn thì các bạn ạ, người ta sẽ để chỉ có 6 miếng thôi, nhưng mà tôi cắt thành 12 miếng. Đấy nhá, tôi sẽ thưởng thức các bạn ạ. Rất là tuyệt hảo. Gia vị đã ngấm hết tất cả vào miếng thịt này rồi. Cái này các bạn ăn cùng với cả rau ghém, xà lách, dưa chuột. Bạn nào mà ăn được tỏi, ta giã tỏi cho vào đây. Đấy là chấm tỏi. Đấy, chấm tỏi sống thì nó mới có cái dậy mùi của riêng của tỏi. Các bạn chỉ cần bỏ một chút thời gian thôi là các bạn đã làm được một món rất là tuyệt hảo. Các bạn thường xuyên theo dõi nhé. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều món hấp dẫn mà ngon hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món bún đậu ốc. Ốc này là nguyên liệu chính của ta đây. Đấy, tôi đã rửa sạch rồi các bạn ạ. Bây giờ ta sẽ cho vào xong để luộc nha. Đấy. Trong khi luộc thì tôi giới thiệu với các bạn các cái món kèm theo. Món xương lợn là ta linh để lấy nước này, thịt lạc thăn này, hoặc là thịt lạc vai cũng được, và đậu phụ này. Trong đó ta kèm theo là có mắm này, muối này, mì chính này, sả và hành này, cà chua này, hành tỏi này, và đây là nghệ. Trong đó khi ta ăn bún thì ta kèm theo có rau tía tô, xà lách và giá. Đây là hoa chuối, rau sống hoa chuối. Để cho lượng nó thơm ta cho một hai cái lá bưởi vào để cho nó thơm. Thơm ốc. Đó. Ta sẽ đập thêm cho củ sả vào đấy nữa. Ta cho một chút muối nha các bạn nha. Ta cho muối hạt. Đây, tôi mang đi để đun nha các bạn ạ. Đấy nha, ta cho xong lên thì ta phải nhóm bếp nha các bạn nha. Để ta luộc lên, ta cho nước rồi. Các bạn nhớ là khi ta luộc ốc ấy thì ta cho ít nước thôi, không cho nó nhiều. Xong khi sôi lăn tăn là ta phải cho ra ngay. Ta cho ra cái là ta để nó ráo ráo lên, ta trần qua một tí nước lạnh xong rồi để cho nguội ốc, xong ta phải nhảy ốc luôn. Đây, nó sôi rồi các bạn này. Đấy, ta phải bạc ra thôi. Được rồi. Sau khi để chờ ốc nó nguội thì ta phải linh xương. Các bạn ơi, xương tôi đã trần qua được sôi rồi nha các bạn đây này. Đấy.
các bạn nhớ là trong cái khi ta đã cho ốc ra thì ta chặt, ta bỏ ốc ra thì ta lấy lại nước ốc để ta cho vào đây nhá. Đây, chứ sau khi thì ta để nấu nồi canh ốc này thì ta chờ cho nồi xương của chúng ta nó nhừ, nó ta lấy nước mà. Thế sau khi chờ ốc nguội thì để ta nhể, thì bây giờ tôi đi thái cà chua này. Thái cà chua thì ta sẽ thái lát này nhá. Đây. Đấy, để chút nữa ta cho vào trong nồi canh ốc. Ta sẽ thái xào thì ta sẽ thái mỏng rồi. Còn ta thái bổ cau là ta thái nó tương đối dày thì ta hay đến hành nhá. Ta sẽ làm một nhánh nghệ nha các bạn ạ. Ta nấu nghệ tươi thì nó thơm. À, nếu mà ta nấu nghệ bột thì nó không thơm bằng nghệ tươi. Ta giã nghệ các bạn ạ. Ta giã nghệ xong rồi ta lọc, ta lấy nước. Để tí nữa ta sẽ lọc. Bây giờ ta thái nốt cái hành. Ta để một ít các cái hành củ dài dài, còn đâu thái nhỏ. Xong rồi các bạn ạ, bây giờ ta đi nhể ốc thôi các bạn ạ. Các cái món này chúng ta đã chuẩn bị, bây giờ ta đi nhể ốc nhá. Đây, tôi sử dụng gai bưởi tôi nhề ốc này các bạn này. Đấy. Ta phải thăm nhá, nếu có con thì phải bóc con ra này, nếu không ăn sậu sạo. Có bạn ăn được, có bạn không ăn được đâu. Đấy. Các bạn chú ý này, ốc này ấy, tuy là nó nhỏ, thế nhưng mà ốc này nhỏ nhưng mà ăn nó giòn lắm các bạn ạ. Đó. Ta nấu canh ốc mà bằng ốc vặn này cũng rất là ngon. Ta làm thì nhể thì nó hơi mất công một chút thôi. Đây, sắp xong rồi các bạn. Còn mấy con này nữa thôi. Đây, xong rồi các bạn ơi. Trông rất là ngon đấy. Xong ta cho vào giá để rửa lại nhá, không vì ốc cũng phải phòng trừ nó có sạn. À. Ta cho vào giá nhá, các bạn nhìn đây này. Đấy. Ta cho vào cái giá để ta để nghiêng. Đấy, các bạn cứ lắc nhẹ này. Đây các bạn nhé, tôi sẽ mở nồi canh xương đây để tôi trần thịt lạc trước nhá. Các bạn ạ, nước đã sôi nhá. Ta sẽ vớt cái thịt lạc. Bây giờ ta đậy vung lại nhá.
Lôi canh xương này ta đã linh được tương đối rồi các bạn ạ. Bây giờ ta bắc ra ngoài để ta xào ốc nhá. Đây thì cho một ít dầu các bạn nè. Ta cho hành vào. Đây ta cho hành khô rồi, ta phi để cho nó thơm. Đấy, thơm rồi ta sẽ cho cà chua nhé. Cho nước mắm này. Để cho bột canh. Đấy. Để cho vừa thôi, không là đậm. Sau đó ở canh thì ta sẽ chế thêm cho nước mắm và mì chính. Đây thì chặt nước nghệ nha các bạn nha. Đây, tôi cho ốc vào đây. Đấy. Đấy, ốc đã được xào cùng mấy cả cái nước sốt cải chua này, mấy hành phi. Rất thơm. Ơi, tôi bắt ra luôn này nha. Tôi múc nó ra bán nha các bạn nha. Đó. Đây, cái nước ốc này ta sẽ cho vào trong xoong nha. Đây. Rồi. Ta phải cho gia vị đã. Rồi một. Đấy là nước ốc khi ta luộc xong ta để nó lắng, ta vẫn phải cho nước ốc vào thì cho nó thơm. Ta lấy một bát nước ốc vào là được rồi. Đây là nước mắm. Đây là muối gia vị. Đây là mì chính. Đây là dầu điều các bạn. Đấy, ta chân 5 màu. Bây giờ ta cho đậu. Đây, ta cho đậu vào. Mà đồng thời ta cho luôn cà chua vào. Đấy, cà chua bổ cao. Như vậy là nồi canh ốc này của chúng ta đã là hoàn thiện. Đấy, sôi sung sục rồi các bạn ơi. Đấy, ta cho giờ dấm bỗng nha. À, đây là cái hành phi. Ta cho bỗng rượu rồi thì đồng thời ta phải cho một lửa hành khô vào đây. Đấy. Ta thôi luôn đấy các bạn ạ. À. Xong rồi đấy. Đây các bạn ơi, tôi đã hoàn thành xong cái nồi canh ốc. Ốc xào ta đã để sẵn. Đây, thịt lạc ta đã chần, đã để ra đĩa. Bây giờ ta chần bún thôi, xong rồi ta chan cái này vào. Ta chần bún xong thì ta cho ốc và thịt lên trên. Xong ta chan nước với cả đậu, với cả cà chua mà ta bổ cau. Đây các bạn, đấy, nồi này có như thế này đã hoàn thiện xong. Ta cho thịt một bên này, ta cho ốc một bên này, ốc ta đã xào rồi đấy, mà thịt ta cũng trần chín rồi. Thế xong rồi ta cho đậu ở giữa này, ta cho trần cả giá ta cho vào này, xong ta dội nước canh vào. Nước canh trong đó là nước xương và nước ốc, sau đó ta rắc hành khô vào hoặc là ta rắc thêm cả hành hoa và các cái lá tía tô. Đấy, như vậy là một bát bún ốc đậu
thịt. Trình bày xong một xong một nồi bún ốc đậu. Đây tôi đã đơm lên bát để chúng ta thấy rằng là thực tế là một cái bát bún đậu này rất là hợp lý. Bún ốc đậu này trông rất ngon các bạn ạ. Các bạn nhớ là khi có thể buổi chiều đến các bạn ăn nhẹ cũng được, chiều tối mà. Các bạn vẫn có thể thay đổi được một cái khẩu phần ăn mà nó hợp lý cho cơ thể của mình. Vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng, trong đó có ốc, đậu, thịt lạc và nước xương, nước ốc và cà chua và rau sống, hành. Đấy là chúng ta đã có đủ. Bây giờ tôi thử thưởng thức nha các bạn. Bây giờ là thưởng thức xem là cái bát bún ốc tôi đã làm xem là nó ngon đến mức độ nào. Trước tiên là tôi phải thử nước. Nước bún rất là ngon các bạn. Hợp lý. Nếu bạn nào ăn thêm cay thì sẽ có tương ớt hoặc là ớt quả cho vào. Đấy các bạn nhớ nhá. Hoặc là bạn nào ăn mặn thêm thì các bạn sẽ cho nước mắm. Mà bạn nào ăn nhạt hơn thì các bạn cho thêm một chút giấm. Đấy các bạn ạ. Mùi hành, nhất là mùi hành khô. Hành ta đã phi rồi đấy. Rồi có bỗng rượu vào nó càng dậy mùi. Cho nên khi bạn húp bát canh ốc này vào thì bạn thấy tuyệt vời luôn các bạn. Trong khi làm các cái món ăn để giới thiệu, trình bày giới thiệu cho các bạn, thì có gì các bạn góp ý hoặc là đóng góp cho tôi, hoặc là có thể ta gọi tạm là phê bình những cái gì mà làm còn thiếu sót. Tôi sẽ xin chấp nhận các cái ý kiến đóng góp của các bạn để tôi được hoàn thiện hơn trong các cái món ăn mà tôi đã nấu nướng. Các bạn hãy nhớ nhá, thường xuyên để theo dõi cho tôi cũng luôn để mà sửa chữa được những cái gì tôi làm còn thiếu sót. Các bạn hãy cố gắng theo dõi và ủng hộ cho tôi. Tôi sẽ xin chấp nhận các cái ý kiến của các bạn nêu lên. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.